Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các hoạt động của công ty bảo hiểm. Có bao giờ các bạn tự hỏi công ty bảo hiểm hoạt động như thế nào? Lợi nhuận của công ty bảo hiểm đến từ đâu? Công ty bảo hiểm là định chế tài chính cung cấp nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau để bảo vệ cá nhân và doanh nghiệp chống lại những rủi ro về tổn thất tài chính bằng cách thu một mức phí bảo hiểm nhất định. Dựa vào những số liệu thực tế về xác suất xuất hiện của biến cố cũng như mức thiệt hại do biến cố gây ra, chuyên viên bảo hiểm sẽ ước tính mức phí bảo hiểm cần thiết và thu phí bảo hiểm để đáp ứng yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm và đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý. Tại Việt Nam, để công ty bảo hiểm được cấp giấy phép thành lập và hoạt động thường phải đáp ứng những điều kiện về tài chính và năng lực chuyên môn. Căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2019, quy định cụ thể về việc sử dụng vốn của công ty bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây. 1. Mua trái phiếu chính phủ. 2. Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp. 3. Kinh doanh bất động sản. 4. Góp vốn vào các doanh nghiệp khác. 5. Cho vay theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. 6. Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Như vậy, theo quy định như trên, thì công ty bảo hiểm có thể sử dụng tiền vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư vào các lĩnh vực được pháp lý cho phép với tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng ngoài những lĩnh vực này thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không được đầu tư vào các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, theo như các số liệu được thống kê, thì doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam cũng như trên thế giới thường lựa chọn đầu tư phần lớn vào trái phiếu chính phủ, bởi các công ty bảo hiểm khác với ngân hàng ở chỗ họ sẽ không chấp nhận rủi ro để đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm như chứng khoán, ngoại tệ, bất động sản, mà sẽ lựa chọn các hạng mục đầu tư an toàn, lãi ổn định để duy trì và kiểm soát được nguồn vốn cho hoạt động của mình. Vậy, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã có thể hiểu công ty bảo hiểm là gì và hoạt động như thế nào rồi đúng không? Nếu các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy like và share để tiếp thêm nhiều động lực cho chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau.